Cô xin chào các con, cô tên là Linh. Hôm nay cô Linh sẽ cùng các con giải các bài tập của dạng 3 môn toán 3-4 là tính giá trị của biểu thức. Ở mỗi câu hỏi thì các con hãy nhấn dừng video lại để tự mình đưa ra đáp án. Sau đó cô sửa bài và các con hãy đối chiếu kết quả của mình với kết quả mà cô đã sửa. Câu A, ta có 125 cộng 135 cộng 356. Ở đây ta thấy có phép tính cộng thì chúng ta sẽ cộng từ trái qua phải. Vậy ta sẽ cộng đầu tiên là số 125 cộng 135 bằng. Các con hãy tính toán ra ngoài nhép thì ta sẽ được đáp án là bằng bao nhiêu? Đúng rồi, 260. Rồi, chúng ta lại cộng tiếp cho 356. Vậy chúng ta được số 616. B. Ta sẽ thực hiện phép tính từ trái qua phải thì ta sẽ bằng 928 trừ 125. Vậy ta sẽ được số 803 trừ 234. Và các con thực hiện phép tính ta được bằng 569. Câu C, 400 cộng 234 trừ 321. Ở đây có phép tính cộng và phép tính trừ, ta cũng thực hiện từ trái qua phải. Vậy ta được 400 cộng 234 ra 634. Câu C, 400 cộng 234 trừ 321. Ở đây chúng ta sẽ thực hiện phép tính từ trái qua phải. Ta được 400 cộng 234 sẽ bằng 634 trừ 321. Vậy ta sẽ được đáp án là 313. Câu D, 324 trừ 102 cộng 338. Ta thực hiện phép tính từ trái qua phải bằng 324 trừ 102. Ta sẽ được đáp án là 222 cộng 338. Vậy ta sẽ được đáp án đúng là bằng 560. Vậy các con đã làm xong bài tập 1 chưa nào? Vậy thì chúng ta sẽ qua tiếp bài tập số 2 là bài tính giá trị biểu thức. Ở dạng này thì có phép tính nhân, chia, cộng, trừ. Vậy cô sẽ cho các con một lưu ý nhỏ là các con hãy nhớ một câu là trong một phép tính thì ta sẽ thực hiện phép tính nhân chia trước, cộng trừ sau. Ở câu A chúng ta có 8 nhân 2 cộng 354. Ở đây có phép tính nhân và phép tính cộng. Vậy ta sẽ thực hiện phép tính nhân trước. Vậy ta nhân 8 nhân 2 sẽ bằng 16 cộng 354. Rồi các con lại đặt tính phép tính này ra ngoài nhép và ta sẽ được kết quả là 370. Câu B, ta sẽ thực hiện phép tính chia trước, ta sẽ được 40 chia 5 được cộng 238. Ta tính ra ngoài nhép thì ta sẽ tính được kết quả là bằng 246. Câu C, ở đây có phép tính trừ và phép tính nhân thì ta cũng thực hiện phép tính nhân trước. Vậy số đầu tiên mình sẽ giữ nguyên lại là 5.234 trừ 325 nhân 3. Các con hãy đặt tính phép tính này ra ngoài nhép thì ta sẽ được đáp án là 975. Và ta thực hiện phép trừ là 5.234 trừ 975. Ta sẽ được đáp án là, vậy ở đây các con sẽ thực hiện phép tính trừ, ta sẽ được kết quả 4.259.
D. Ở đây có phép tính cộng và phép tính nhân thì các con sẽ thực hiện phép tính nhân trước. Vậy phép tính đầu tiên mình sẽ giữ nguyên là 2015 cộng. Các con thực hiện phép tính nhân ra ngoài nhép là 1232 nhân 2, ta sẽ được 2464. Và chúng ta cộng hai phép tính này với nhau, ta sẽ được kết quả 4479. Chúng ta qua bài 3, cũng là bài tính giá trị của biểu thức. Câu A, 105 cộng 324 nhân 2 trừ 308. Vậy ở phép tính này, đầu tiên các con sẽ thực hiện phép tính nhân này trước. Vậy số 105 giữ nguyên cộng, các con thực hiện phép tính nhân ra ngoài nhép, ta sẽ được kết quả là 648 trừ 308. Sau đó ở đây các con thấy có phép tính cộng và phép tính trừ. Các con thực hiện phép tính từ trái qua phải thì ta sẽ cộng 105 cộng 648 sẽ bằng 753 trừ 308. Vậy ta sẽ được kết quả là bằng 445. Câu B, chúng ta sẽ tính là 102 cộng 432 sẽ được kết quả là 534. Chia 3. Sau đó chúng ta trừ 48. Rồi các con thực hiện phép chia ở đây là 534 chia 3 ra ngoài nhép. Và chúng ta sẽ được kết quả là 178 trừ 48. Và các con hãy tính phép tính trừ này, mình sẽ được kết quả là 130. Câu C bằng 182 cộng. Trong dấu ngoặc chúng ta có phép tính nhân và phép tính chia thì ta sẽ thực hiện phép tính nhân trước. Ta lấy 230 nhân 3 được 690. Câu 5. Ta đóng ngoặc đơn, chia 3 bằng 182. Các con thực hiện trong ngoặc trước là 690 chia 5 thì chúng ta sẽ được kết quả là 138 chia 3 và bằng. Ở đây các con sẽ thực hiện phép chia là 138 chia 3. Chúng ta sẽ được kết quả là 46. Vậy các con ghi 182 cộng 46. Chúng ta sẽ được kết quả là bằng 228. Câu D bằng 3082 trừ, chúng ta mở ngoặc đơn, 15 nhân 3, ta sẽ được kết quả là 45 cộng 45, đóng ngoặc đơn, chia 3 bằng 3082 trừ 45 cộng 45, ta được 90, chia 3 hạ xuống. Tiếp tục thực hiện phép tính chia, ta có 90 chia 3 thì được 30. Vậy các con ghi là 3082 trừ 30 và chúng ta sẽ có kết quả đúng là bằng 3052. Vậy các con đã làm đúng các phép tính của bài số 3 chưa? Nếu làm đúng rồi thì các con hãy cùng cô làm tiếp bài tập 4. Câu A là 59.321 trừ 25.639 nhân 2 thì ở đây có phép tính trừ và phép tính nhân thì các con sẽ thực hiện phép nhân trước. Vậy ta sẽ có bằng 59.321 trừ
35.639 nhân 2. Các con tính ra ngoài nhé. Và ta sẽ được kết quả là 51.278. Và các con thực hiện phép tính trừ, ta sẽ được kết quả là 8.043. Câu B, ta sẽ thực hiện các phép tính trong ngoặc trước. Ta sẽ có 17.508 cộng 12.569 sẽ bằng 30.077 nhân 2. Các con hãy thực hiện phép tính nhân này ra ngoài nhé. Sau đó các con hãy ghi kết quả vào đây. Vậy ta sẽ được kết quả bằng 30.077 nhân 2. Ta sẽ được đáp án đúng là bằng 60.154. Câu C, chúng ta sẽ thực hiện phép tính chia trước, rồi sau đó thực hiện phép tính trừ. Ta sẽ bằng 59.321 trừ. Các con thực hiện phép tính chia ra ngoài nhé. Ta sẽ thu được kết quả là bằng bao nhiêu nhỉ? Đúng rồi, 6.812. Và các con lại thực hiện tiếp là phép tính trừ. Ta sẽ được kết quả là 52.509. Câu D, ở đây các con sẽ thực hiện trong ngoặc trước. Ta có 12.369 cộng 8.256. Ta sẽ bằng kết quả là 20.625. Chúng ta chia 3. Ta sẽ tính ra ngoài nhé và ta được sẽ thu được kết quả là bằng 6.875. Bài 5. Câu A. Ở đây các con cũng sẽ làm tương tự như các bài trước. Ta sẽ bằng 13.532 trừ. Các con hãy tính phép tính ở trong ngoặc là ta lấy 435 nhân 7 thì được kết quả là bằng 3.045. Và các con lại thực hiện phép tính trừ. Vậy ta sẽ tính được đáp án là 10.487. Câu B, ở đây các con hãy thực hiện trong ngoặc trước thì ta sẽ bằng 736 nhân 5, ta được 3.680 trừ 103 nhân 3, ta được 309. Ta thực hiện phép tính trừ bằng 3.371. Câu C, bằng 8.721 cộng, ta thực hiện phép tính nhân là 1.502 nhân 3, ta sẽ được kết quả là bằng 4.506. Và các con thực hiện tiếp là phép tính cộng, cộng hai phép tính này với nhau, ta sẽ được 13.227. D, bằng, con thực hiện phép tính chia ra ngoài nhé, đó là 1.032 chia 3, ta sẽ được kết quả là bằng 344 cộng. Cộng các con thực hiện phép tính nhân ra ngoài nhé là 325 nhân 8, ta được 2.600 và bằng 2.944. Bài 6. Câu A, bằng 325 cộng 108 chia 3, ta được 36 trừ 121. Đây có phép tính cộng và phép tính trừ, các con sẽ thực hiện từ trái qua phải. Ta sẽ được 325 cộng 36 là bằng 361 trừ 121. Và kết quả của phép tính trừ sẽ bằng 240. Câu B, bằng
2020. Ừ, các con thực hiện với tính nhân là 118 nhân 2, ta thu được kết quả là 236 cộng 1011. Ta thực hiện từ trái qua phải, ta sẽ có 2020 trừ 236 sẽ bằng 1784 cộng 1011 và bằng 2795. C. Các con sẽ thực hiện phép tính trong ngoặc trước. Ta có 3021 trừ 1005. Ta sẽ có kết quả bằng 2016 nhân 7. Trừ 8212 chia 2. Ta sẽ tính được kết quả là 4106. Tính 8212 chia 2, ta sẽ tính được kết quả là 4106. Và các con lại thực hiện phép tính nhân trước bằng 2016 nhân 7, ta được kết quả là 14112 trừ 4106 và ta thực hiện phép tính trừ, ta sẽ bằng kết quả là 10006. D. Các con sẽ thực hiện phép tính chia 14120 chia 4 sẽ bằng 21030 nhân 2 cộng 12598 và các con lại tiếp tục thực hiện phép tính nhân, ta sẽ có kết quả bằng 42060 cộng 12598. Ta thực hiện phép tính cộng bằng 54658. Bài 7. Câu A. 902 chia 2, ta được 451 cộng 848 chia 4, ta được 212 trừ 20 nhân 3 bằng 60. Rồi, các con sẽ thực hiện phép tính từ trái qua phải. Ta có phép tính 451 cộng 212 bằng 663 trừ 60 bằng 603. Câu B bằng 3726 chia 3, ta được 1242 trừ tính các phép tính trong ngoặc đơn, ta sẽ mở ngoặc đơn. 121 nhân 3, ta được 363 cộng 745 đóng ngoặc bằng 1242 trừ, ta thực hiện phép tính trong ngoặc là 363 cộng 745, ta được 1108. Và các con sẽ thực hiện phép tính trừ, ta được 1242 trừ 1108 bằng 134. C. Bằng 325 nhân 3, ta được 975 cộng mở ngoặc đơn 1040 chia 5, ta được 208 trừ 120
đóng đơn và bằng 975 cộng 208 trừ 120 ta được kết quả là 88. Và các con lại thực hiện phép tính cộng 975 cộng 98 bằng 1063. Câu D bằng 98.127 chia mở ngoặc đơn 12.327 trừ 49.272 chia 4 ta được 12.318 đóng ngoặc đơn bằng 98.127 chia 12.327 trừ 12.318 ta tính ra nhép và được kết quả là 9. Ta thực hiện phép tính chia 98.127 chia 9 bằng 10.903. Ở dạng này thì có rất nhiều phép tính cộng trừ nhân chia và số khá là lớn, nên là các con hãy làm thật cẩn thận để mình đưa ra đáp án chính xác nhất nhé. Còn nếu các con có thắc mắc gì về bài học này thì các con có thể gọi điện hoặc là liên hệ cho cô để cô có thể giải đáp những thắc mắc của các con được chưa nào. Vậy là cô và các con đã cùng nhau giải hết các bài tập của dạng 2 rồi. Hẹn gặp các con ở những video tuần sau.